Lạc lúc 5 giờ sáng, một người bạn ở cùng xóm dắt tôi đi rồi đi theo cái đường rầy xe lửa đó, rồi đi hoài rồi cái bị lạc, không biết đường về quê quán thì ở Đà Nẵng, đi lạc rồi cái mệt quá rồi cái tàu lửa nó mới chạy ngang, nó thấy thì nó mới nhảy xuống, nó bồng hai đứa lên, bồng là hai đứa lên trên tàu á, rồi nó dắt lại cái ga đó, rồi nó cho ăn cho uống, xong rồi nằm ngủ nghỉ đó, hai đứa cứ đi lang thang vậy đó, mà không biết đâu, đi theo mấy cái người mà ta bán thuốc lá, sân gom đó, cái đúng rồi, người ta đi đâu thì mình đi theo đó. Rồi cái bị mấy người mà ở trên tàu á, ta đuổi á, mấy người bảo vệ đó đuổi xuống thì theo mấy người kia đi xuống, rồi mấy người kia đi lên thì mình đi lên, cứ làm hoài như vậy á, không thấy người bảo vệ cái là chui ra đi, đói bụng cái ra xin cơm ăn vậy đó. Rồi người ta thấy tội nghiệp á, người ta thấy mình còn nghĩ cái đó. Thấy tội nghiệp quá người ta đi. Người ta dắt đi tới đi lui vậy đó. Để ăn cơm nước rồi để dắt đi tùm lum hết á. Cứ lên tàu nhảy lên nhảy xuống hoài vậy đó. Xong này cái người ta thấy tội nghiệp ấy, người ta đi dắt mình đi tới mấy chỗ mà đó người đông á, người ta xin đồ cho ăn, rồi ta xin nước cho tắm rửa vậy đó, hai đứa bằng hào đồ bây giờ đang thui như là than vậy đó. Đó hai đứa cứ đi lang thang vậy đó, cứ là đòi về nhà mà không biết nhà đâu về, đòi về nhà không biết nhà ở đâu về, tóc quá trời luôn. Rồi xong tới ga lửa này, cái nó xuống cái ga lửa nên nó để xuống đó nè, là từ đi xuống ngừng rồi đi xuống rồi cái đi lang thang đó, cái đi hoài đường cái đi hoài luôn mà. Gần nửa thế kỷ trôi qua từ ngày ly tán đó, cuộc sống của chị ấy đã gắn liền với thành phố này, thành phố Hồ Chí Minh, chứng kiến một thành phố vươn vai lớn dậy không ngừng. Chị Nguyệt là công dân của nơi giàu sang bậc nhất, quận 2, nay là thành phố Thủ Đức. Gia đình chồng chị vốn có nhà ở Thủ Thiêm, nhưng 11 năm trước đã thuộc diện giải tỏa. 1.7 tỷ chia cho 11 người con, mỗi người cầm chút lùi ra xa thuê nhà để sống.
Gia đình chị hiện nay trọ ở Rồng Ông Tố. Làm đẹp đúng không? Ông làm hàng hàng mới vậy. Ông làm mặt sắt. Sắt. Sắt rồi ổng uống. Chạy này cũng vậy nè. Đó ổng một con à. Giờ ông bệnh mấy năm nay đâu ông làm được đâu. Cuộc mưu sinh tưởng như bất tận của chị cuối cùng cũng đã được tạm dừng cách đây mấy năm. Giấy Hàn Quốc. Rồi không có trai thì dán. Giờ đây, lao động chính trong gia đình là con trai Minh Quan. Quan học nghề may rèm dán tường từ trong dịch Covid. À, chị thì đi buôn bán, còn ông thì ông làm hàng đó, hàng mỹ nghệ đó. Từ hồi ông bệnh giờ là nghỉ nay 5 năm rồi. Thì ban đầu thì chị cũng bị bệnh, bị tai biến, cái chị nghỉ. Nghỉ xong cái tới ông bệnh, rồi ông cũng nghỉ làm luôn. Rồi chị cái đứa con chị không cho đi buôn bán nữa. Nghỉ. Nhà nó may không á? Chị giặt rèm. Con gái út thì may. Chị thì phụ những việc vừa sức. Vậy. Nhà làm rèm rèm cửa. Căn nhà thuê 3 triệu đồng một tháng. Vợ chồng chị cùng hai con Quan và Thư sống, còn để thêm tới 3 máy may. Con đầu Minh Tâm lấy chồng ở riêng và làm quản lý cho một dãy nhà trọ ở quận 2, vẫn phụ tiền nuôi ba mẹ. Lúc này cả nhà đang vui vì con gái đầu lòng Minh Tâm cũng đang ở nhà vì mới sinh em bé thứ hai. Này như là chụp chơi Noel. Ba mẹ. Mẹ em với ba em. Ừ, lâu lắm rồi. Cái này là học mình học cấp 2. Đây là hình này là mẹ em sanh bé Út ra. Nó không chuyện lắm. Nhiều chuyện lắm. Dài chuyện lắm. Thương mà đăng ký gửi cho chị này của chị Ly là Tâm gửi đúng không? Dạ đúng rồi, em gửi chị. Thì cái đó em đăng ký lên thì cái xác suất em nghĩ không nghĩ tới mình đâu. Nó rất là hiếm. Nay mẹ em 50 mấy tuổi thì mẹ em đi lạc, em nghĩ chắc cũng phải 6-7 tuổi. Em nhớ nhỏ là đi đâu mẹ dẫn đi thì mẹ cứ kể với người thân á. Cứ mỗi lần mẹ kể là mẹ đi lạc vậy là nước mắt em mới rơi. Hồi trước đó là gia đình em ở dưới Thủ Thiêm, bây giờ khu đó giải tỏa rồi. Nó mẹ em buôn bán thì mẹ em có quen những người bạn hàng á, thì người ta có gia đình ở ngoài Đà Nẵng á. Người ta có đi ra đi vô tới lui. Thì mẹ em cũng nhờ vả. Ba em cũng vậy. Cũng nhờ người này người kia hỏi thăm. Cũng lâu rồi. Cái năm em nhớ đợt đó là em học cấp 2. Là đi tìm xuống mà không có tin. Nên mẹ nói là thôi chắc không có. Không được rồi. Nên là ngưng. Xong rồi sau này thì em đi làm, em có nghe mấy anh chị làm chung đó là thôi mày đăng ký trên chương trình như chưa hề có cuộc chi ly thử xem. Nó chương trình nó hay lắm, tìm được người thân của nhiều người lắm. Bên nước ngoài họ cũng tìm được luôn. Thì lúc đó em lên website em đăng nhập thông tin của em biết gì, chi tiết như thế nào. Thì em ghi vô cái phần nội dung đó. Thì em nghĩ là chắc này 1/1 triệu, 1 tỷ gì đó. Chắc không phải tới lượt mình đâu. Nhưng mà cũng vẫn hy vọng được là một ngày nào đó là mẹ mình sẽ được chương trình tìm đến và quay phóng sự. Thưa quý vị, em Tâm cũng đã hỏi mẹ lại nhiều lần để làm chính xác hơn những cái trí nhớ mà tương đối là lộn xộn của chị Nguyệt. Chị Nguyệt thì đã đi lạc trong một cái hoàn cảnh mà như chị mô tả thì đó là một ngày mùa thu. Đầu thu khi mà chị mới đi học được có vài ngày và trong những ngày đấy thì mẹ đưa chị đến trường, cùng đi thì có mẹ của bạn Phụng với bạn Phụng nữa. Và đến cái ngày hôm đó thì là bạn Phụng đến rất là sớm, 5 giờ và nói là thôi đừng gọi mẹ dậy. Sau đó thì bạn ấy rủ là hai đứa sẽ đi theo cái con đường này tắt, nó sẽ vui hơn. Thế đến lúc đi ra thì đi ra đường ray và cứ như thế đi dọc đường ray cho đến lúc mệt nhoài thì cũng là lúc là lạc rồi. Sau vài ngày
thì đi theo tàu và vào một cái ga gọi là ga Thống Nhất, có thể hiểu là ga Sài Gòn. Lúc đó thì nó vẫn còn nằm ở chỗ gần chợ Bến Thành, ở vị trí của công viên 23 tháng 9 bây giờ. Chị thì nhớ rằng năm đó là năm 1976. Cùng với chị Nguyệt đi lại cái cung đường mà chị đã đi trong mấy cái ngày đầu tiên bị thất lạc đấy, thì sẽ thấy là thành phố Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đã thay đổi quá nhiều, rất nhiều. Rất nhiều thứ thân quen đối với người Sài Gòn thì nay đã không còn nữa, chỉ còn là hoài niệm thôi. Ví dụ như là ga Sài Gòn, ví dụ như là đồng hồ bốn mặt, ví dụ như là những kiosk ở trên đường Nguyễn Huệ, hay là tiệm đồ chơi, bến phà Thủ Thiêm, vân vân. Và có lẽ câu chuyện của chị Nguyệt còn góp thêm một cách nhìn mới, một cách nhìn tương đối là lạ về những gì mà người Sài Gòn yêu dấu. Cách nhìn của một cô bé 7-8 tuổi, 8-9 tuổi, vừa có ý thức được rằng mình bị lạc loài trong một thành phố xa lạ và phải quyết chí để mà sống sót. Hồi xưa ở đây là cái vùng binh nó có một cái tháp cao lắm, có con ông Tần Đức Toản hay ông gì á, ông ngồi với con ngựa đó. Đó, ở đây có vùng binh hồi xưa đó, đây có. Ra Sài Gòn đi đường, hình như đi đường này nè, đi thẳng dài xuống đó. Đi nó dắt đi hồi thì ăn đi mình thấy ngay quẹ nó có cái đồng hồ bự thiệt bự, nó đồng hồ bóng mặt á, nhìn lên thấy lúc đó 1 giờ nè, 1 giờ trưa á, rồi xong nó chỉ rồi mình đi qua bên đây chơi, qua chỗ mà tao bán hàng là chỗ cửa hàng nhiều hồi xưa đó, lớn lắm, là bây giờ nó mở làm khách sạn đó, khách sạn đối diện đập rét á, nó kêu hả đi vô đi chơi đi, đi vô đi chơi đi, rồi trong đây nó bán hàng nhiều lắm, mình thì mình đâu mình chưa bao giờ đi chơi mấy chỗ này, mình thấy mình thích. Đó, chỗ nào mình cũng vô mình dò mình ngó đi tới, khi tới 3-4 giờ chiều luôn, ở trong vòng vòng mà 3-4 giờ chiều luôn á, rồi lát hồi cái chơi mệt rồi cái đi ra ngoài đứng ngay chỗ mà người ta vô mà ta gửi đồ mình, người ta vô mua đồ đó, khóc lóc ở đó người ta thấy vậy, người ta mới thông báo à, con của ai ngoài đây lạc nè đó, rồi đi ra nhận, thông báo hoài không thấy ai ra nhận hết á. Rồi tới chiều tối luôn, rồi đóng cửa luôn, rồi hai đứa cũng ngồi đó luôn. Ngồi đó là nằm ôm nhau ngủ, ngủ ở ngoài đường luôn. À, biết ông Trần Đạo không? Ngay chỗ Bình Đằng á. Có cái ông Trần Nhân Đạo á, đứng ở trên cao á, nhìn xuống á. Học đúng rồi. Cứ hai đứa nhảy xuống hồ tắm rồi lên bằng nổi của khô vậy đó. Lang thang cứ ngủ ngoài đường vậy, hai đứa khổ sở. Xung quanh luôn có người nhân hậu, nên hầu như đứa trẻ lạc nào rồi cũng có người nhận kêu mang. Vài hôm sau, khi Nguyệt và Phụng đến bên một sạp đồ lưu niệm trên đường Nguyễn Huệ, các em đã gặp những người mẹ nuôi của mình. Bà nói nhìn con giống đại hàng quá, bà nói vậy. Bà nói nhìn con với mày hàng quá, thôi về ở với mẹ đi. Đó bà nói vậy. Rồi bắt thì bà dắt về chỗ bà ở trọ đó. Rồi bà tắm rửa xong rồi bà dắt ra ngoài chỗ cửa hàng Lý Nghi mà chị bị ở đó đó. Bà mua cho cả chục bộ áo đầm luôn. Bà mua xong là ở đó bà được mấy ngày xong mới về Tây Ninh. Phụng được một người phụ nữ khác nhận đưa về chợ lớn. Chị khóc rồi đâu biết nói gì. Nói mày đi rồi mày nhớ tao nghe không? Thì nói qua nói lại vậy đó. Hai đứa khóc dữ lắm. Đi lúc đó tới giờ luôn á, không gặp. Không gặp nhau luôn. Có TV chiếu rồi ngủ tới luôn trước đó. Xe nó chạy. Cái khu này nè, đường này là bến xe lam, bến xe đây khui nhiều lắm, bến xe ta đổ về ta đi tỉnh rồi đó.
Vậy là cô bé đã được người tốt nhận nuôi, đưa về đất Gò Dầu, Tây Ninh, cách đường Nguyễn Huệ 70 cây số. Tốt lắm, ông hiền lắm, ông là tổ trưởng ở trong cái khu đó. Cực thì không cực, chỉ chơi với em rồi ba mẹ kêu làm gì làm mấy. Chị đi học, chị không đi học hành. Ở bà cũng được 14-15 tuổi. Những tưởng cuộc đời của Nguyệt thế đã là yên, nhưng chỉ được có 4 năm. Tại vì buổi sáng là ba đi chợ, ba cây ở nhà là chăm em. Rồi lúc đó tôi bưng cái mâm ly tôi ra tôi rửa ở ngoài cái giếng á, là ba nói là đừng cho em ra ngoài giếng lỡ té xuống nó chết. Có thằng lớn á, nó nghịch, nó cứ dòm dòm với cái giếng, rồi dưới giếng hồi đó mấy con ếch dưới giếng á, cho tôi đẩy nó vô, đẩy rồi có cái bậc thềm nó mới dắt ngã, gãy tay mà gặp nhầm ngay tay phải nữa. Khi mà ông về thì ông thấy thì mà ông không đánh, ông chở ba chị em đi ra ngoài tạm xá Tân Bột. Rồi về cái ổng cũng không la là gì, ông chỉ nói chí này về mẹ mày uống này chết trâu rồi, mà ông chỉ nói thôi. Rồi xong thì cái bữa thứ bảy rồi bà về bà thấy con bà băng cái tay vậy đó, bà đánh quá trời uống luôn, uống xong cái ổng thấy xót ruột, ổng mới nói không nuôi con này nữa, thôi đừng đánh nó, tội nghiệp nó. Nhưng khi cha mẹ nó còn chưa đánh nó vậy mà đánh nó vậy, thấy ổng nói bả vậy đó, bả đuổi đi. Ổng mới đưa ra bánh xe, ổng đưa ra bánh xe thì bánh xe nó mới chở về bánh xe miền Tây. Bánh xe miền Tây nha, rồi cái đi thêm một chiếc xe về Sài Gòn, về tới ra chỗ cũ nè, chỗ mà bà ngồi bà bán, về tới chỗ đó, chỗ mà bà sinh mình này nuôi đó. Đường Nguyễn Huệ, lần nữa con đường này lại chứng kiến một đứa bé vừa mất hết người thân, mất hết tình thân. Không một người bạn nào của mẹ nuôi dám nhận kêu mang Nguyệt vì bà ấy rất tức giận. Cô bé 13-14 tuổi không biết chữ, đột ngột hiểu ra rằng mình phải tự kiếm miếng ăn để mà sống sót. Rồi cái em, cái tôi buồn quá, tôi cứ đi vòng vòng lang thang, đi tới đi dài xuống chỗ mà bà Đăng nè, dài đi thẳng qua bên chỗ đường đi, thì có cái cô đó, cô mới hỏi là ở đây có ai đi xuống Bắc Mỹ Thuận làm việc không? Mà đó tôi cũng biết Bắc Mỹ Thuận là ở đâu, cứ tôi nói đi cho con đi với. Đi theo về dưới thì nó nằm ngay giữa cái sông á, không có nhà cửa gì, mà cái chỗ đó, khu đó là với biển cồn nha, sông cái, trồng lúa, trồng ruộng, trồng ổi, trồng bích, trồng xài, tùm lum. Trời, bị chết đuối mấy lần luôn á. Đi ta kêu mình đi kéo cá phụ người ta đó. Có lần đi kéo cá không biết lội nữa, bị uống nước, hụt vào uống nước. Rồi có lần kéo cá, kéo nhầm rắn bự thì bự nè, cái kéo vô bờ nè, cái mình thấy mình quăng cái lưới mình chạy, cái bị mất hung rắn, bị đòn vậy đó. Trời đó, tôi bực hai năm mấy. Rồi có lần ngủ trên mấy cái tre mà nó đóng giống cái giường á, thấp vậy nè, cái thân bậy nước ngập á, nguyên con rắn bự chà bá nè, cái chui vô, bốn đứa gái ngủ chui vô trong cái mền á. Cái đứa này đụng chân đứa kia thấy nó trơn trơn, mà đâu có đèn đâu, đốt đèn dầu không à. Ngồi dậy dở mùng lên, dở cái mền nuôi con rắn nó to bà chà bá luôn. Lúc đó sợ ra cái mỡ đâu, xin chủ gì về nó đâu có cho.
nó không cho mình đi về, nó không cho, nó còn quýnh mình nữa, nó nói không đi đâu hết, ở đây đi. Nguyệt đành chờ cho tới khi có chiếc ghe ghé vào hái đôi tấn ổi trở đi, bèn lẻn xuống ghe ra giữa sông mới dám ngồi dậy. Nghe Nguyệt kể chuyện, người chủ ghe cũng thương, còn chỉ đường và cho tiền xe để mà đi về. Mà về đâu? Về lại đường Nguyễn Huệ, địa chỉ duy nhất mà Nguyệt còn có chút gắn bó. Vậy là lần nữa, lần thứ ba, cô bé này đã trở thành thiếu nữ, lại trắng tay trở về điểm ly tán, hoàn toàn đơn côi. Đối với một đứa trẻ thì chỉ cần một lần mà cảm thấy lạc loài như thế là đã đủ cho cả đời rồi. Mà với Nguyệt thì là 3 lần liền. Thế cái lúc mà trốn được về được đến đường Nguyễn Huệ ấy, lần này, lần thứ 3, thì lúc ấy thì Nguyệt cảm thấy thế nào? Cảm thấy rất là vui mà rất là buồn nữa. À. Mà rất là sợ. Sợ mình không biết đi về đâu nữa. Cho nên... Cảm thấy vui, sao lại vui? Vui là mình thoát được chỗ đó. Mình không còn sợ nữa. Vui cả là vì cái ghe đấy họ cũng tử tế với mình đúng không? Đúng rồi. Người ta thương mình. Kể cho ta nghe vậy đó, người ta thấy vậy. Người ta thương. Ta nói là để chú chở con đây ra tới chỗ mà hay đổ hàng á. Rồi chú cho tao con tiền để con cái đi về Sài Gòn đi. Thế cái lúc mà chọn là lại quay trở về đường Nguyễn Huệ thì Nguyệt có nghĩ là đến ở đường Nguyễn Huệ thì nó có cơ hội nào cho mình để sống không? Mình làm gì? Đi xin việc làm. Đi xin việc làm này có người ta nhận như giữ em, giữ cái bồng em bé đó. Mà lúc đó mấy nhà ta giàu á, mình trông em bé nhà ta, trông ẩm riết hai cái chỗ này nè, nó đen luôn, bồng em không á. Rồi em, người ta ăn cơm trước là sao? Tối đêm ngủ xuống bếp mình ngủ, không có gì hết. Rồi người ta ăn xong á thì trên bàn á còn để ăn hết rồi thôi. Cứ chan nước chè ăn cơm hoài á, ăn đi ôm nhòm nhặt lẻ lẹt. Thế thì cái lúc mà mình bị hắt hủi như thế thì thế nào? Thế lúc ấy thì có khiến cho Nguyệt nhớ đến gia đình nhiều hơn không? Có nghĩ là nhất định phải quay về Đà Nẵng? Nhớ cha mẹ, nhớ bà ngoại, nhớ bà ngoại nhiều lắm. Ông bà nhớ không biết sao về. Cái khóc người ta chửi, nói mày giờ này mày không ngủ mày lo khóc, khóc nổ ngoại mày hả? Mày để cho ta ngủ chưa? Nó người ta xuống đánh nữa, đánh đã khóc. Cái nằm khóc mệt ra nằm ngủ. Đó, vậy sáng thì dậy sớm lau nhà dọn dẹp đó, thì khi tối người ta ngủ hết trơn nè, mình lục đục mình làm sáng mình gọi làm sáng mình giữ em nữa. Thế thì cái lúc mà quay trở về đến đường Nguyễn Huệ lần thứ 3 thì lúc ấy là Nguyệt đã 16 tuổi rồi. 16 tuổi rồi thì Nguyệt không thể biết trước được là trước mắt mình còn có 5 năm nữa cho đến lúc Nguyệt được bình yên đúng không? Không thể đoán trước được điều đấy. 5 năm nữa thì Nguyệt sẽ có một cái gì đấy thuộc về của riêng mình. Trở về thành phố lần thứ 3, để sống, Nguyệt xin đi phụ bán cơm ngoài bến Bạch Đằng, rồi xin việc giữ em lần lượt cho 3-4 nhà, cho có được mái nhà nương náu. Có cái lan can này, hồi xưa không có cái này. Ở trong trường vậy đó. Sao giờ nó để ông thấp cũng lùng dữ chắc. Hồi xưa ông cao á, đứng cao thì cao luôn. Ông cao chốc vót luôn á. À, hồi đó là chị bán cơm bên đó đó. Đó mình vô khách sạn đó đó.
đó, cơm bên đó là ổng ở đây. Hồi xưa vậy làm vậy lắm, ngày gánh mười mấy lô nước, gánh ra nước có nước xài với đâu nước nào xài, bán ngoài vỉa hè mà thấy cực lắm. Cái hồi đó mệt cái qua bên cái ông dặn đào này xuống tắm tắm rồi bằng đồ ướt luôn, bằng đồ ướt rồi nó khô luôn, cứ như vậy đó. Người ta nói con bé này nó giỏi lắm nè, mướn được nhỏ này hả, giỏi lắm á, làm một người bằng hai ba người làm khó lắm. Nói chung là mình không có cha mẹ, không có anh em, không bà con dòng họ, mình phải làm nuôi thân mình với ai nuôi, mình phải lo mình chứ, chứ ai lo giờ. Cái đường Nguyễn Huệ hồi xưa là không phải vậy đâu, nó làm mấy cái ốt á, mấy cái ốt như nhà nhỏ, giống như cái nhà chòi vậy đó, từng ô vậy đó. Hồi đó ở đây là người ta bán đồ trang sức, cái đồ cà phê đồ nhiều lắm, nguyên khu này nguyên đường chứ không phải giờ bây giờ đâu. Hồi đó là chị sống với bả là ở chút dưới kia, nhà bả dưới kia, nhà bả gần cái tòa chính đó. Đúng rồi, gần đó. Lúc mà cô gái chỉ có một mục đích là có tiền để sống, để không bị người ta hành hạ, thì cô lại chọn một nơi để gắn bó là quán cơm của bà Châu, người phụ nữ mà Nguyệt thấy thương mến. Cái sống với bà lâu lắm, chị cực chị khổ với bà, bà thương. Bà nói ngay bà tội nghiệp lắm. Nhưng mà mình nhìn bà với mẹ mình vậy, thấy gì bà khổ. Bà nói bà khóc mà bà kể là cái thờ bà mượn vàng mà 200 đồng một chỉ là bà trả chưa hết. Mình làm kiếm tiền lo cho bà để bà trả nợ cho ta. Mình thấy mình khổ, mình thấy bà còn khổ hơn. Mình nghĩ cái tình thương vậy mình thương bà. Thương bà nhiều hơn. Cho nên mình chả quan tâm tới cái đồng lương. Đó, khi nào mà mình cần mua cái gì cần thiết mình xin bả tiền, nó ở cho con như đó, không mua cái này mua cái kia thì bả có thể bả nhín cái tiền mà lời của người ta bả đưa cho mình. Đến năm Nguyệt 21 tuổi, anh đến hàng ăn nhậu thì gặp chị nói yêu. Anh là bộ đội từ chiến trường Campuchia về, vừa mất mối tình cũ. Chị hỏi ý mẹ nuôi, bà bảo cứ lấy người yêu mình chứ đừng vội yêu họ. Thế là anh dẫn chị về ra mắt gia đình. Hả? Nhà ông mặc hai bữa mà mẹ ông bán cơm, bà ngoại ông có bán cơm luôn. Lúc đó là không biết là cho bà ngoại ông là lúc đó ông đi lính rồi. Đó, khi mà chị làm cho người khác mới gặp ông. Gặp ông là ông đi bộ đội về. Rồi về gặp má ông. Cái má ông nói ủa mày đi đâu đây? Là hồi đó phụ quán cơm cho bà má ruột của bà đó. Cái nói con quen anh này nè, cái bà nói nó là con trai của tao đó, mày về mày lấy nó mày chỉ nó đi, thằng này điếc lì nó không nghe. Bà nói vậy đó, hai đứa lấy nhau không có đám cưới. Khi mà ổng biết tôi, ổng thương tôi là cái ổng bỏ nhậu, ổng lo làm ăn đó, vậy đó. Năm 1991, đoạn đời mới đã bắt đầu với chị Nguyệt. Chồng chị bỏ ăn nhậu vì vợ, cha mẹ chồng yêu thương, anh em chồng hiền lành. Chị mở quán cơm rồi mở kiosk cà phê trên đường Nguyễn Huệ. Sau khi sinh con đầu lòng 1992, chị tìm về nơi cũ để thăm mẹ nuôi, mới biết khu này đã giải tỏa, mẹ nuôi đã đi đâu không ai biết. Là lúc có chồng có con đi thăm bà thì bên đây nó giải tỏa hết rồi. Đẻ lớn ra xong rồi ổng hỏi là có yêu không. Tôi không biết tình yêu là gì á. Từ nhỏ lớn tôi có đi làm thuê làm mướn cho người ta, tôi có quen ai đâu mà tôi biết là tình yêu. Đó, tôi nói ổng vậy đó. Rồi bây giờ thì biết chưa? Tình cảm thì nói chung thì có con mình nghĩ tới con thôi.
có lần đang đi trên đường có người người ta tưởng mình là bạn, người ta đi ngang bị người ta chào tròn dài nè. Có lần đó ở Nguyễn Huệ là người Nhật á, lúc chị chưa cắt mắt sơ mũi á, người ta ngang thấy mình cái người tự nhiên ta tròn dài, ta nói tiếng Nhật á, mình đâu hiểu gì đâu, mình chỉ cười thôi, không nói gì hết. Bà ngoại nói mày giống cha mày đấy, cho nên hả không ai thích mày á, tại mày là con của Nhật Bản, Nhật Bổn nghe hả? Bây giờ bà ngoại chú chúng ta chị chắc chị có thể ba biết lúc bà mang bầu xanh ra là bà đem về cho bà ngoại nuôi ở quê. Vậy là 15 năm lưu lạc, chị Nguyệt đã gây dựng được một tổ ấm cho riêng mình. Nhưng chia ly vẫn còn đó. Thật trong lòng là Nguyệt có luôn luôn muốn đi học. Đúng rồi. Muốn đi học mà không có đi được. Tại mình ở nhà ta, mình đâu có được tự do. Nên không đi học. Vậy là cả cuộc đời là được mấy cái ngày đầu tiên đi học đấy rồi đấy. Giống như mẹ dắt vô cho biết trường thôi. Chứ còn chưa được ngồi lớp luôn. Đúng rồi. Tức là chưa được đi học luôn. Nhưng mà ngày hôm ấy Nguyệt kể rằng là mình mặc đồng phục mà. Hoặc là vô giống như sắp lớp, như vô mình ta biết lớp. Mặc đồng phục à, Đà Nẵng mà vào năm 76, 77 mà mặc đồng phục áo thủy thủ và một cái jean đen thì nghe nó cũng hơi mới quá. Đúng không? Nhớ lại ra nào. Đúng rồi. Đó là bằng áo mà có thủy thủ cái cổ bẻ này nha. Cái sọc ghiền ghiền á. Rồi bằng riếp ngắn à, cái đường ray á. Cái đường ray đấy là mọi khi là Nguyệt đã đi đến đấy chưa? Đã nhìn thấy cái đường ray đấy bao giờ chưa? Chưa đi bao giờ. Cho nên cái cô Phụng mà dắt tôi đi, nói là ngày mai tao dắt mày đi đường này vui lắm. Mà mày đừng nói mẹ mày nghe, tao cũng nói mẹ tao. Đi đường này tao mới thấy mẹ tao dắt đi lần đầu tiên. Đó. Cái nó nói vậy. Cái nhưng này... mà cũng xa đấy đúng không? Tức là nó xa được bao nhiêu cho đến cái xóm của mình? Xa đi từ lúc mà mờ mờ sáng á. Từ tới như tới 1-2 giờ chiều gì đó mới đến đường ray. Không, đi thẳng luôn đường ray, đi lên trên đường ray đi thẳng luôn. Đó, đi tới đó thì thấy mệt mà đói nữa. Cái nằm ngay chỗ gốc cây, cái cây đó là cây cây gòn bự lắm. Cái tàu mà nó chở hàng, nó chở than vậy đồ. Nó thấy gì nó mới nhảy xuống, nó mới ẵm lên cái nó cho uống nước rồi nó cho ăn. Ăn xong nó mới nói là để chở con tới đó đó, tới cái tàu thống nhất á, rồi con đi qua bên đó đi. Tàu bên đó là chở người, còn bên tàu này là không có chở người, chỉ chở hàng quá thôi. Đó. Đấy, thế là đi lạc ở trên cái tàu thống nhất. Thế thì bây giờ nói lại cái gia đình mình nhé. Thế thì Nguyệt còn nhớ gì về gia đình mình? Ví dụ như là trong gia đình có bao nhiêu người, mỗi người tên như thế nào? À, mẹ thì tên Phạm Thị Như Huê. Còn anh thì tên Minh Huy, Phạm Minh Huy. Còn em thì tên Cẩm Hồng. Cẩm Hồng. Cẩm Hồng. À, còn tên Minh Nguyệt là tên đúng như đúng. Tên mẹ đặt đấy. Em đúng nhớ rồi. Là như thế đúng không? Đúng rồi. Tên Phạm Thị Minh Nguyệt là tên cha mẹ đặt. Còn tên Châu là ở với cái bà mẹ nuôi á. Ở Tây Ninh đấy. Đó là con bà chết rồi, bà lấy cái tên đó bà đặt cho tôi. Đó. Vậy về sau khi mà lên làm thuê làm mướn ở thành phố Hồ Chí Minh thì Nguyệt lấy tên là Nguyệt hay là Nguyệt vẫn gọi là Châu? Gọi là tên Châu. À vẫn là tên Châu. Thế như vậy tức là cho đến lúc mà đi lấy chồng ấy, đi lấy anh ấy thì bắt đầu mới làm lại giấy tờ tùy thân đúng không? Thế lúc ấy thì là lúc mới lấy lại tên là Phạm Thị Minh Nguyệt. Lấy tên Phạm Minh Nguyệt. Làm giấy tờ. Thế cái địa điểm mà Đà Nẵng đó có một cái gì đấy cụ thể hơn không? Đà Nẵng là có một cái hẻm. Cái hẻm đối diện nhà mẹ đó. Đi ra cái hẻm đó là có một cái trường học.
với có một cái chùa, cái chùa đối diện cái trường học, mà ở giữa cái chùa nó có một cái giếng, rồi nhìn qua thì có cái xưởng mình trúc, cái xưởng mình trúc đó là kế bên nữa có cái tiệm hóa bán nước tương, nước mắm, gạo đó, mẹ hay kêu đi mua xì dầu á đó. Nhưng mà có một cái chi tiết mà Tâm nó có kể với bọn mình đó, tức là khi mà đi làm giấy tờ tùy thân thì công an có hỏi rằng là quê là ở đâu, thì Nguyệt có nói rằng là quê ở Đà Nẵng. Người ta nói rằng là nếu mà chỉ nói chung chung Đà Nẵng thì không thể làm giấy tờ được. Thì về nhà thì Nguyệt nghĩ ra cái gì? Lúc đó chưa về nhà, còn ở ngay chỗ làm giấy tờ á, ngồi suy nghĩ lâu lắm. Thì nghĩ là mình nhớ mình ở đâu ta, không nhớ được. Lá hộ cái nhớ lại cái nhớ tên là ở phường Nam Dương á. Phường Nam Dương. Cái anh công an là ổng mới dò ra, ổng mới thấy là phường Nam Dương, cho nên ổng mới cho làm giấy tờ, chứ không là không làm chứng minh được. Thì cái phường Nam Dương, nếu mà đã nhớ được phường Nam Dương thì sao không có ý định là về thử Đà Nẵng, đến phường Nam Dương xem? Lúc đó hồi đó làm, đi làm cho người ta, nhiều người ta cũng thương, người ta cũng đi tìm giùm. Người ta nói là ở ngoại thay đổi hết, giờ không có kiếm được đó. Rồi ông xã nữa, ông cũng có bạn bè quen, ông cũng nhờ tìm giùm. Thì người ta nói bên ngoại giờ thay đổi lắm, khó kiếm lắm. Và lúc đó tôi không có nhớ cái phường Nam Dương, tôi không có nhớ tới cái đó. Chứ tôi mà nhớ tới đó là tôi cũng nói chồng tôi đi nhờ ta tìm giùm. Tôi không có nhớ. Ở cái phường Nam Dương đấy thì thường mọi người hay nói rằng là phường Nam Dương có khi là nó thay đổi hết rồi, các xóm cũ nó bỏ hết rồi, tại vì là nó lấy đất để xây cái cầu rồng. Nhưng mà bây giờ Việt xem nhé, riêng cái xóm cũ của mình thì vẫn còn tồn tại. Nhìn nhé, đây này, Việt có nhìn thấy không, cầu rồng nó ở phía mờ quá, không có nhìn thấy gì hết á, mắt mình kém quá. Ok, cầu rồng nó bắt qua sông đây kìa, đấy vị trí của cái cầu rồng nhé. Xong rồi phường Nam Dương nó ở phía bên này, thấy không, cũng cách khá xa đúng không. Có một cái xóm cũ, chính là xóm Nguyệt đã ở. Đi ra phía bên ngoài này sẽ có một cái chùa. Chùa đấy không phải là chùa Thiền Tôn mà là chùa Từ Tôn. Ok, xem nhé. Cái đường đi là cái xóm có ở là hơi rộng lắm, họ chạy tọa rất là đông để họ lấy cái rồng ấy, cái đường đi họ làm cầu rồng đấy, dân ngồi đi cũng rất nhiều. Xóm đi mới chưa mà cô Nguyệt có về đây là tìm ra, tìm đồ không ra đâu. Xóm cũ mà chị Nguyệt từng sống với mẹ và anh em ngày xưa, cách mặt đường lớn vài chục mét thì vẫn còn đây. Cô Hà đấy hả? Vừa chú Lai hả? Trời ơi, chứ bé lớn hồi xưa 12 tuổi đi lạc chưa tìm ra được. Chứ ở trong nó đi tìm ra đây để quay cho biết ở cái đường cái xóm đi. Đây hầu nó 12 tuổi. 12 tuổi đúng rồi. 12 tuổi mới chín 56 tuổi. 46, 56. 56 tuổi. Em nhìn thấy đây là ai? Cha rồi. Dạ. Nhìn thấy bức ảnh đúng không? Không nhận ra hả? Bà như khuê đó. Mẹ em. Ngày xưa bà khuê mượn đất người quen là dì Xí Dượng Đông để dựng nhà. Dì Dượng đều đã mất. Dì Đông dựng Xí. Đất hồ rồng hồ cho cô làm bằng sau. Người mà cho mượn đất. Chê. Chưa giải phóng. Chưa giải phóng ở đây rồi. Cô nó cũng hàng xóm biết kìa. Cô nào biết hàng xóm sát bay này. Thì đi rất là nó lâu quá rồi, không nó cực quá ở phía xa nhà cha cha chế kìa, có ở đó thôi, chứ còn không có nhà chỉ ở dưới nhà cha chế phía xa này, ở rồi bị lãi con rồi đồ cũng đi lạc bận không biết nữa. Ở đây là cô đường đi là họ hồi chưa cực, nhưng mà họ khá, họ khá là mình cô là cực nhất thôi. Người ta nhớ. Mà đi đi xin người già nào hỏng nói thì hết á, hết cơm nó cho gạo, mà hết gạo nó cho tiền. Có một cái bà Huệ nữa là tới là phải cho nó là như khuê thương. Thì mọi người hay gọi là bà Huệ, nó là ba đúng mà nuôi mấy đứa đi thiếu ăn à, cũng tôi nhìn cô bé thì nhất là ngay cô tên là Vinh phần lớn là khổ cực chứ ai đâu sướng đâu. Nhưng mà nhiều người quá cực, cực hơn ai hết, cực hơn cũng đường đi. Em Vinh này là sinh năm 78
là bà chín bánh. Em có nhớ là có lúc đã phải chăm một em bé 2 tuổi. Cô nhờ cha sĩ đi. Hai người lên là ở thân nhất xóm đi. Bạn. Nhưng mẹ con cô về đây là ở là từ mấy năm rồi? Có bồng. Con cô về là ở đã được 12 năm đó. Còn hồi con vợ là ở ra ngoài ở năm 2 năm tí nữa. Bé nó lanh mà trồng rỉa lắm. Đi xin nhà ăn đấy cho trồng rỉa lắm. Hầu nó đi cỡ chừng ni với máy trồng lắm. Cô Hoa, bé lớn, bạn hầu nó còn đi là lọt trong xóm. Không biết đâu đi kiếm mà. Đi với con nó lên tàu đi lọt luôn, đi lọt ra về đâu có biết gì đâu. Con nó là mẹ hắn làm thê hở thê gầu. Chủ mẹ hắn về đây, cái hắn đi theo mẹ hắn cái cụ con nó đi luôn. Tên là gì? Phụng. Biết chứ không biết. Ông ba con không? Đọc qua tới đi ngang qua từ tông cho họ quay luôn. Cái đường hẻm hồi xưa ấy. Để đi ra ngoài. Hồi xưa mẹ là bán chè. Mọi người đều xác nhận trí nhớ của chị Nguyệt là đúng. Từ nhà rẽ trái một đoạn là phường Nam Dương, nơi mẹ hay dẫn đi xem hát. Gần đó có xưởng mì sợi. Còn từ nhà băng qua đường có chùa Từ Tôn, chứ không phải Thiền Tôn như chị nhớ. Tiếp đó là xưởng sản xuất mảnh trúc. Phía sau xưởng có nhiều ngôi mộ. Tiếp đến một tiệm tạp hóa to. Con đường trước chùa thì rất mát, chị Nguyệt và các bạn hay ra đây chơi. Bà Huệ cùng các con sống nhờ cửa chùa cũng gần 20 năm rồi bà mới quyết định đi tu. Chị Nguyệt có một người em út, sinh ra sau khi chị đi lạc, nay là trụ trì chùa Tam Bảo, chỉ cách xóm cũ có vài bước chân sang bên kia đường. Chùa Tam Bảo là một trong những ngôi cổ tự của Phật giáo thành phố Đà Nẵng. Chùa được sáng lập do Hòa Thượng Giới Nghiêm Bạc Khai Sơn vào những năm 1953. Và nơi đây là cũng là cái trung tâm của văn hóa Phật giáo quốc tế. Các sư theo truyền thống Nam Tông từ Lào, Thái Lan, Ấn Độ, Sri Lanka và Miến Điện cũng thường xuyên về chùa. Chúng tôi thì xuất gia từ thuở nhỏ, lúc 4 tuổi thì nhà của chúng tôi cũng ở đối diện chùa, cũng trong khu vực này, và được sư phụ nuôi nắng dạy dỗ, và hôm nay chúng tôi được kế thừa và tiếp nối cái sự nghiệp hoằng dương chánh pháp. Chị lớn của chúng tôi là được bà thân kể lại là đã bị thất lạc từ thuở nhỏ, thì chúng tôi cũng có một cái thời gian đi du học trong thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc đang học ở đó thì chúng tôi cũng có đi Thủ Thiêm và cũng có liên hệ công an quận Thủ Thiêm. Có ai nhắc đầu là chị mình đi về cái khu vực đó? Lại có một cái cô cũng hàng xóm, bà cũng có về kể lại là cô đang ở Thủ Thiêm. Cho nên là chúng tôi biết cái vị trí đó, chúng tôi đã qua quận Thủ Thiêm và trình báo công an một số cái hình ảnh cũng như là những câu chuyện để nhờ bên công an quận Thủ Thiêm hỗ trợ. Câu chuyện đó thì cách đây cũng năm 2008 là 2009. Bà Huệ cũng đã từng sáng lên chút hy vọng tìm lại được con khi vào khoảng năm 1990, có một người hàng xóm cũ đi vào thành phố Hồ Chí Minh về kể lại rằng đã tình cờ gặp cả Nguyệt và Phụ. Bà ấy hứa là sẽ dẫn bà Huệ vào thành phố Hồ Chí Minh đi tìm. Nhưng thật bi đát, chỉ sau đó không lâu, người đó bị trúng gió mất đột ngột, làm bà Huệ hết hy vọng tìm con. Thôi trước Nguyệt đi lạc chơi hoài đó nè. Sau năm 1990, bà cùng con gái về Hội An ở chùa Nam Quang Tự. Đi qua.
trụ trì chùa này là vị sư ngày trước đã kêu mang mấy mẹ con bà. Bà giúp việc cho chùa một thời gian rồi mới xuống tóc. Hồi xưa có hệ Đà Nẵng á, rồi nuôi mà nam sáu đứa nhỏ, rồi có một đứa thì đi lọt vô Sài Gòn, chồng cũng có nuôi mấy đứa nhỏ, rồi sao rồi không cho đứa mua đi học được hết, cho đứa mua đi học sáu đứa mà không có cho đứa được mua đi học được hết, chỉ có hai đứa sao này ở với cổ thì cho vô đây, cổ động quả bên này cho hai đứa nhỏ đi học. Đó. Cô Vinh nó 12 tuổi mà cũng vô đi học mẫu giáo. Vài tuần trước đây, chị Vinh, con gái thứ ba, và bà Quyết là người em gái của bà Huệ cũng vừa xuống tóc đi tu. Hồi trước là cô bạn chè, sôi ngọt, ái hồn thương hồn mô dâm. Thành ra mà cực quá đấy. Nhiều khi đôi lúc cực là nghĩ là bạn cái thứ khác. Đó. Còn bạn đủ thứ nữa. Anh Huy đã không còn vào năm 2019. Anh có vợ và ba người con cũng đang sống tại Đà Nẵng. Sao bài? Chưa Nguyệt nó thấy ra Nguyệt biết này. Còn người em gái kế mà chị nhớ, Cẩm Hồng, nay tên là Ngọc, thì đang đi làm ở ngoài Đà Nẵng, hôm nay cũng về Hội An thăm mẹ. Mẹ chị là coi như là không có chồng. Bây giờ ba chị cũng không biết này, ba chị Nguyệt cũng không biết này, ba ông anh cũng không biết này, ba cô Vinh cũng không biết này. Nhưng mà bây giờ thì chị biết được là ba của ông Út ở bên chùa, với chị biết được ba của đứa em mà kế chị á. Ý lĩnh mất tích nó dần hai nó đi vô trong là trong này ruột quật cũng vô trong chết chóc ghiêu lắm. Cô là ba của anh Huy này cũng là mất tích chết chóc nữa đó. Sao thì quay lực đời hai là Nhật Bản. Thì nhớ chứ, ngày xưa ví dụ như là chị lanh khôn phải chịu chậm chạp đâu. Còn chị đi xin cơm một tí là khi có mớ cơm ăn mới dễ ăn không hết. Cô chị thương mấy đứa em lắm. Mà sao đâu chị đi, mà chị đi cũng được thôi chứ ở đâu cũng vất vả. Nhưng mà chị đi chị sống trong cái Đà Nẵng, chị kiếm cơm ăn trong Đà Nẵng, đi giữa em vậy rồi cho họ lấy bây giờ cũng còn vậy đó. Chị lấy bây giờ chị còn nghề này giữa em á. Còn chị nghề thì sao chị cũng biết chị. Mà không biết là còn khỏe mạnh đó nè. Có chồng một con chứ không, ở trong cho con gặp người bạn đời tốt cho nó khỏe mạnh an vui nguyện luôn nữa đó, nghĩ luôn như nữa đó. Rất thương vợ một đứa con gái hồi nó 7-8 tuổi 10 tuổi là nó dễ thương lắm, nó dễ thương lắm. Trong với chị hạnh phúc, chồng con chị êm ái sức khỏe là cái đó điều lớn nhất, chứ không mong gì hết. Cái hạnh phúc nhất lớn nhất của đời người là sức khỏe, mà đủ nuôi con cái mạnh khỏe qua ngày, hạnh phúc lớn nhất của đời người. Bây giờ có tiền nhiều mà đau ốm cũng đem theo được, chết cũng mang theo được. Hạnh phúc của con người là hạnh phúc bên nhau, vợ chồng bên nhau, em ái bên nhau đó, chồng con vợ chị thích là như vậy. Ông chồng cái thương yêu chị Nguyệt, năng nổi chị Nguyệt nữa, thích là như vậy thôi. Chị cũng mong chị hơn ấy. Em đầy chút xíu. Thế giờ đã có cái gì khoe với mẹ chưa? Khoe với em chưa? Gia đình em đẹp hạnh phúc này. Mong cho bà ngoại với mẹ với em cho anh lúc nào khỏe mạnh, vui vẻ. Mong gặp đúng không? Mẹ. Sao? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chị mạnh khỏe rồi nè. Đúng rồi. 2 tuổi. Em 2 tuổi bồng đi. Bồng đi tìm mẹ. Em đôi mẹ. Đấy đây. Em đây. Em 2 tuổi đây. Tốt đi. Thôi chị. Được rồi Hoa Nghị, mừng rồi. Nguyệt rồi, 2 tháng con. Em đây nè, em bông em nè. Em đây bụng dữ. Em đây. Chị đừng, chị quay nhiều cái lắm. Cho em này chị nhớ hơn. Chị quay nhiều cái. Chị cực khổ quá, nhiều lúc cũng quay. Cái tóc nó hơi giỏ. Là 4-5 tháng rồi mày tóc đẹp lắm. Thôi chị là ai đi ngang qua cũng ưng bụng. Nhưng mà chú ý nè, cái mặt tóc đẹp mới được đẹp. Dòng ý thế này. Hai chị em cực khổ bên nhau hồi lâu. Răng này, răng này, răng này. Không thấy chị mà quê có hai răng to. Hạnh phúc là được. Hai răng rất là dễ dựa đi. Răng gì nữa. Đúng không? Thế cuối cùng thì là Nguyệt đã nhận ra em Vinh chưa? Có nhớ chưa? Em mới nói là có một em bé. Chị ít nhớ hơn bé. Chị nhớ nhiều hơn. Em bé 2 tuổi. Lúc này khó khăn chứ chị còn quên. Bông em đi cái thì chị nhớ em hơn. Em đoàn mẹ. Nhớ cho em quên em. Quên. Quên em. Có một cái chi tiết nó liên quan đến cái ngày đi học ấy ạ. Mọi người thì đều nói rằng là mình chưa được đi học bao giờ. Cả anh Huy, cả Cẩm Hồng, được, cả Nguyệt đều chưa được đi học bao giờ. Khổ nhưng lắm, không có đi học. Vậy tại sao lại em lại luôn luôn nhớ về cái chi tiết đi học, mặc đồng phục? Chị nhớ nhầm. Đâu Diễm Phúc được rồi đi học em. Đâu được Diễm Phúc nữa. Thì chị nhớ nhầm. Coi như đấy là một giấc mơ tuổi thơ của mình đi. Em cũng mừng có ngày đoàn tụ chị em. Không biết người học được. Em cứ nghĩ là chắc đời, một là chị chết rồi, hai là chị về thì không về được thôi. Em cứ nghĩ trong đời nữa. Cô này đến là chị có gặp Nguyệt một bữa, một lần là cô cũng mặc nguyện rồi. Có chết chứ cũng hoan hỷ. Là vì Nguyệt là cái đời của cô là kể chuyện Nguyệt là rất tội. Là hồi mà cô mang thai mà khi không có ai hết, khi cô mang bầu rồi đi ra đường cái năm chị có chồng con màu thân á, ra đường là quá chứ là không ai dắt đi hết. Có muốn hỏi là cô có nhớ một chút nào về người ba của chị Nguyệt không? Tên họ này rồi là cơ quan làm việc này, biết đâu mình lại tìm được. Cô chỉ là cô đứa nào con chị không được chữ đó, ít dở lắm, không có dở. Đứa nào cháu của gì? Đứa nào nữa? Đây. Còn một em nữa, em Tâm ở ngoài kia. Là con trai nè. Cực khổ gì được, con cháu cái gì nha. Như ba. Mày được rồi, mày được. Dạ ba. Còn bé này, hay lớn. Đây Tâm đây rồi. Đây. Lại ra với bà kìa. Đẹp quá. Đẹp quá. Cực khổ hồi nhỏ lắm, chị với mẹ. Trai đâu, hạng đâu, đúng ở đâu? Dạ, cái này đâu. Đây đâu, thằng trai. Em là nhỏ lắm. Dễ thương. Chứ là... lúc nãy thì chị Nguyệt có nói rằng là chỉ mong là bà còn sống, mẹ khỏe, các em đều khỏe. Thì mong bà còn sống là cũng hơi khó đấy nhỉ? Tại vì bà năm nay là nếu mà tính ra thì bà cũng phải 110 tuổi rồi đó. Nhưng mà em biết không, công nghệ nó rất là hay. Là bây giờ em sẽ được nhìn thấy bà. Em sẽ được nhìn thấy bà. Em nhìn thấy bà không? Bà mặc áo vàng kìa. Đây là lễ mừng thượng thọ 100 tuổi thọ của bà. 101 tuổi. 101 tuổi. Đó là diễn ra vào mùa xuân của năm 2017. Và lúc ấy là vì là mê đó. Dạ. Vì là đại đức tức là em út của em đó thì có rất là nhiều các chư tăng từ Sri Lanka, Myanmar các thứ đó rồi là ở trong các chùa của mình đó. Mê đó.
thì là có về để mừng thọ của bà. Bà mới mất. Cười rồi. Đây là cũng hoan hỷ cũng mừng. Cười rồi. Rồi. Em gặp... hồi mà ở với bà ấy. Hồi mà ở với bà em có nhớ là quê nó như thế nào không? Bạn Nguyệt là không nhớ được mà ở đâu. Hạ cái bài đi mua với hợp tình đó. Đi mô cũng nhớ về Hà Tình, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông Giang, nhớ biển rộng mà quê ta. Vẫn hồi nhớ. Hát cái chơi cô dạ, vẫn nhớ. Hồi giờ hả? Dạ. Ô về hát xong ca với anh. Thấy chưa? Ca, thế thì cái điều này ca. Nó nói rằng là lúc mà lạc lúc mà Nguyệt đi lạc là không phải năm 76 mà phải là năm 80. Chị nhớ là 80 hoặc đúng là 79, 81, trong 3 năm nó có một năm vì chị là người ra đi trước. Chị quay nhiều cái chi tiết lắm. Chị em nhìn cực khổ quá. Chia là cái cầu ngói Thanh Toàn. Thanh Toàn đó. Câu nói cầu ngói Thanh Toàn là cách ở nhà bà ngoại chỉ có một đoạn đường thôi. Đi hình như là gần lắm hả cô? Rất là gần luôn. Nếu mà lúc khi mà cậu 10 đã dẫn em ra đó thì em biết cái chữ cầu ngói Thanh Toàn thì mình đã tìm về được từ lâu rồi. Tại vì là ngoại ở đấy cho chị đến ngày mọi người. Chị lại phun ngủ được cái hồ hộp trong gặp chị Yên. Ngày nào trong gặp. Mùng 10, 20 rồi đấy. Trong gặp cũng... Mà trong giờ Vinh. Chị quay nhiều chi tiết lắm. Bây giờ nhớ rồi. Chị nhưng quay... mà có một cái này thì Nguyệt nhớ rất là tài. Nguyệt nhớ bà ngoại rất là nhiều. Tại vì hồi nhỏ hai chị em có ở ngoài ngoại á. Bồng, bồng Vinh á. Có bồng ở bà ngoại á. Nguyệt có nhớ là tên của các cậu các gì như thế nào không? Năm nó ở ngoài nó khổ lắm, ăn không có ăn mà. Nói là mẹ con tên Chanh Đấu. Vì là vì Chanh là ở Quy Nhơn á. Rồi vì Đấu là mẹ con. Rồi Chanh Đấu rồi Quyết. Quyết. Vì Chiến, vì Thắng, Lợi, Hòa, Bình. Đúng không ạ? Có cậu Bình. Vì cái tên nó lưu đi, nó dễ nhớ. Bà xưa là nuôi bộ đội. Cho nên mẹ là bạn đặt tên các con như vậy. Ngoại là Trí Chí. Cậu, các cậu Bình. Cậu Bình là cậu Bình hồi đó thương con nhất. Cậu Bình. Tên người mềm mà đặt á. Cậu Bình hồi đó hay đi câu cá về kê con vô nhà lấy rổ. Lấy rổ lấy đồ ra đựng. Như gì nghĩ gì. Thế có nhớ gì ở Quy Nhơn không? À đồng hồ lâu chưa? Dì Chanh, con mời bà. Dạ. Đây. Giờ bên Dì Chanh đây. Dì Chanh. Gì? Trong một cái ghế nữa. À đây. Con mời dì Kiết ạ. Con hay nhớ nhất đi cháu của mình đây. Chị ngồi đây. Bà đi cháu. Con mời dì. Đây dì Kiết đây này. Dạ. Dì. Dạ. Dì. Dạ ở dì không? Dạ. Không thấy dì Quyết. Quyết rồi. Lúc đó ở ngoài ngoại hay nói là mấy cậu mấy gì cứ nói mấy cậu mấy gì khi con bị lạc con cũng nhớ những cậu gì đứa nào dễ thương thế mừng đứa nào xinh xắn dễ thương con chúc cô là khỏe con chúc các cô đều khỏe. Bây giờ nhà mình là đầy đủ, không còn ai thất lạc nữa. Cô rồi. Gặp với nên cũng bạn Nguyên rồi. Nên bây giờ cao Nguyên nó có như là cô qua đời đi nên cũng mang Nguyên. Tống nữa thôi. Mà chưa được gặp rồi. Mạng Nguyên rồi. Thì còn đi chung ngoài trai. Chung ngoài gái đây. Chung ngoài gái đây. Xinh quá. Xinh. Tháng 12 này đám cưới đó này. Được hả? Dạ. Nó đang nói là phải cho gặp bà nhanh để mà đám cưới là còn có bà có bên họ ngoại đấy ạ. Đưa một đám cưới bên hàng này. Tháng 12 rồi. Rồi ạ, xin chúc mừng gia đình mình ạ. Rất cảm ơn chương trình nha. Dạ, con cảm ơn cô. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn mấy cô với mấy chú dắt chương trình. Rất là... Xin chúc mừng gia đình ạ. À. Giờ bây giờ gia đình mình đi. Cảm ơn chương trình, cảm ơn nha.
Kính thưa quý vị khán giả, như chị của Chi Ly thì có một cái thông báo nhỏ về một cái sự kiện mà được tổ chức vì Như Chị Hề của Chi Ly, cho Như Chị Hề của Chi Ly và của một đơn vị là Vui Hấp, mà đây bạn Võ Thái Thảo là đại diện của ban tổ chức. Đó là một cái đêm nhạc, nó tên là Con Hẻm Xíu Xiu, sẽ diễn ra từ vào ngày 22 tháng 12 đúng không? Dạ, vâng. Đấy là một cái sự kiện mà Như Chị Hề của Chi Ly chỉ là người hưởng lợi thôi. Còn ban tổ chức thì tất cả là do các bạn ấy. Và các bạn định làm gì và như thế nào thì Như Chị Hề của Chi Ly đến bây giờ mới được. Chương trình Con Hẻm Xíu Xiu được xây dựng ra để kế thừa, tiếp nối cũng như là phát triển cái giá trị nhân văn của chương trình Như Chị Hề Có Cuộc Chia Ly. Thì ngày 22 tháng 12 đến đây thì sẽ có một cái đêm nhạc được diễn ra tại nhà hát VOH của thành phố Hồ Chí Minh mình. Và ở trong đêm nhạc có rất là nhiều sự ủng hộ của các anh chị nghệ sĩ. Đồng thời cũng có rất là nhiều những cái tác phẩm nghệ thuật được đấu giá và toàn bộ những cái lợi nhuận sau chương trình thì sẽ gửi về quỹ Như Chị Hề Có Cuộc Chia Ly. Đồng thời mọi người đến tham gia cái đêm nhạc vào ngày 22 tháng 12 cũng có thể chia sẻ nhiều hơn cái thông tin của Con Hẻm Xíu Xiu để ngoài những cái chi phí mua vé ủng hộ thì những cái sự hỗ trợ, ủng hộ về mặt tinh thần của cộng đồng cũng giúp cho Con Hẻm Xíu Xiu cũng như là chương trình Như Chị Hề Có Cuộc Chia Ly có thêm nhiều sức mạnh để có thể tiếp tục những cái chương trình với cái ý nghĩa và giá trị nhân văn cao như thế này. Xin cảm ơn bạn Thảo. Như Chị Hề Chia Ly thì được mọi người ủng hộ rất là nhiều, và cái sáng kiến tổ chức một đêm nhạc như thế này đối với chúng tôi là một cái sự giúp đỡ nó rất chi là to lớn, bởi tổ chức một đêm nhạc thì hoàn toàn không dễ. Đấu giá tranh và được các họa sĩ, các nghệ sĩ tham gia. Chúng tôi vẫn cứ tìm kiếm, chúng tôi vẫn cứ làm chương trình như thế này cho đến cái ngày 22 tháng 12 này thì chúng tôi được đi dự một cái buổi mà nó là vì Như Chị Hề Chia Ly, là đấy là cái điều hạnh phúc lớn trong năm nay. Xin cảm ơn Thảo. Như Chị Hề Có Cuộc Chia Ly tìm kiếm để đoàn tụ thân nhân hoàn toàn miễn phí. Mọi kinh phí hoạt động đều từ nguồn ủng hộ của xã hội. Như Chị Hề Có Cuộc Chia Ly mong muốn trở thành hoạt động nhân đạo đầu tiên do các cá nhân nuôi nấng bằng sự tham gia đều đặn định kỳ. Bạn hãy góp sức để Như Chị Hề Có Cuộc Chia Ly tiếp tục tìm kiếm và đoàn tụ cho những người Việt còn chịu ly tán. Hãy góp một ổ bánh mì mỗi tháng, tương đương 20.000 đồng một tháng, để cùng làm nên 6 đến 12 cuộc tìm ra hàng tháng, mà live show vào tối thứ hai đầu tháng sẽ là nơi diễn ra những cuộc đoàn tụ tiêu biểu như trong mơ. Đã bao lâu rồi em hằng khát khao tìm về tổ ấm, nơi nhòa. Vì sao em không nhớ quê em ở đâu? Vì sao em không nhớ tên mẹ cha từ lâu? Và vì sao em không nhớ cả tên em? Ngày chia ly em còn thơ dại, thất lạc mẹ cha không biết ngày trở lại. Bao đau thương mà em nếm trải là vì đâu? Vì đâu em ơi, đời em phải khổ đau. Thế rồi đời gọi em, thế rồi đời cho em niềm khát cháy bỏng có một ngày trở về quê hương, có một ngày sum vầy giữa tình.